Chính vì chị đã được yêu nên làm sao chị hiểu được tâm trạng của một kẻ như em. Tệ hơn nữa là chị chẳng thèm tin em dù chỉ là một chút xíu. Nói thiệt, dù em có bao biện kiểu gì, chị cũng không thể dẹp bỏ được cảm giác khinh bỉ đối với em. Chị không muốn bị xúc phạm em như vậy, rồi chị sẽ phải hối hận vì thái độ đó. Để rồi coi anh Việt sẽ thuộc về ai. Út Lan, khoan đã. Cảm ơn chị hai. Bỏ tiền lại. Cái gì? Chị nói bỏ tiền lại, tiêu xài quen thói. Chị không có quyền cấm em. Quản lý chi tiêu trong gia đình là chị hai chứ không phải là chị. Chị hai đừng có quá nuông chiều. Nó hư, cứ nài sắm cái này, mai sắm cái khác. Chị quá đáng lắm. Chị mua sắm có ai nói gì không? Thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Út ráng nè, em lấy phân nửa thôi được không? Em trả lại hết đó, em không có cần đâu. Coi lại đi, dạo này còn dám hỗn láo với chị hai nữa. Có vậy mà chị cũng nói là hỗn láo sao? Chị đừng có chuyện nọ sợ chuyện kia. Hôm kia là chuyện cái ly bể, hôm qua là chuyện ngủ dậy trễ. Việc gì chị cứ kiếm hết chuyện này đến chuyện khác gây sự với em. Thử hỏi ai là người gây sự trước. Em đã biết rõ chuyện giữa chị với anh Việt, vậy sao em còn muốn nhúng vô? Chị phải hiểu cho em là em đã đau đớn như thế nào khi tình yêu rơi vào vô vọng. Mà đó lại là mối tình đầu non nớt. Lúc em bắt đầu yêu anh Việt, em không thể ngờ chị và anh sẽ có ngày yêu nhau. Bây giờ em càng day dứt hơn bởi tình cảm chị em đã bị sứt mẻ. Em cứ nuối tiếc những tháng ngày tươi đẹp đã qua. Hồi cấp 2, vì binh em mà chỉ dám một mình rượt đuổi bọn con trai trong trường. Em còn nhớ, hồi em học lớp 10, chị học lớp 11. Trong một lần cắm trại, chỉ vì một đứa con trai dám nắm tay chị mà em đã xông vô la nó trước mặt biết bao nhiêu người. Thậm chí, em còn lên thư với ban giám hiệu. Lúc đó, em đã sợ một nỗi sợ rất trẻ con, rằng nó sẽ cướp mất út nhỏ của em. Nếu em thật sự nghĩ vậy, thì tại sao em không đứng ngoài tình yêu của chị với anh Việt? Em đang cố gắng để làm điều đó. Thật sự là em không hề muốn làm chị tổn thương. Dù em có nói gì đi nữa thì chị cũng đã bị tổn thương. Chị không phải là thánh để có thể dễ dàng bỏ qua cái đêm hôm đó. Cứ cho là đêm hôm đó em với ảnh minh bạch, nhưng việc gì em phải ôm lấy ảnh và khóc lóc chứ. Rõ ràng là trong thâm tâm em vẫn muốn níu kéo, muốn được ảnh yêu thương hoặc động lòng. Có thể chị nói đúng, bởi vì khi quá yêu, người ta rất khó kìm nén tình cảm của mình. Em cần phải có thời gian để tình cảm lắng xuống. Vậy em định khi nào mới dẹp bỏ chuyện này? Khó thì cũng phải ráng kìm nén, chứ đừng có làm cái trò đó nữa. Vì gì chị phải nhức mắt em như vậy? Chính vì chị đã được yêu nên làm sao chị hiểu được tâm trạng của một kẻ như em. Tệ hơn nữa là chị chẳng thèm tin em dù chỉ là một chút xíu. Nói thiệt, dù em có bao biện kiểu gì, chị cũng không thể dẹp bỏ được cảm giác khinh bỉ đối với em. Chị không muốn bị xúc phạm em như vậy, rồi chị sẽ phải hối hận vì thái độ đó. Để rồi coi anh Việt sẽ thuộc về ai. Út Lan, khoan đã. Từ trước tới giờ chị luôn thắng em, vậy nên ít ra em cũng sẽ thắng chị một lần chứ.